Ban ngày chỉ làm 12 giờ lấy quán làm tới 10 giờ tối, 12 giờ tối tôi mới về, dùng vào món nhậu không biết đâu có về đúng giờ dắt. Khi khuya khi sớm. Mà về á giờ nào là tôi nhảy lên cái đàn ọc tôi ngồi giờ nãy 12 giờ thì tôi ngồi tới tới chừng nào buồn ngủ thì 1 2 giờ, 3 giờ. Còn 10 giờ thì tôi ngồi tới 12 giờ 1 giờ ngồi trên cái đàn ọc suốt như vậy. Để mình cố chí mà. Để mình vừa kiếm như mình kiếm đường tẩu thoát mà. Dạ chào cô bác anh chị. Qua cái clip thứ ba này thì ở những cái clip trước thì anh Thọ nói là chơi được ba nhạc cụ. Thì anh Thọ đã đàn cho cô bác anh chị nghe được cái guitar phím lỗm và đàn sến, và đây là nhạc cụ thứ ba, đó là đàn ọt. Anh Thọ ơi, vậy thì cái đàn ọt này là ngày xưa anh có học thầy gì không? Cái đàn ọt này thì nó đúng ra thì không, học không có học thầy. Là tại hồi đó hồi đó tôi làm quán làm nhà hàng đó, đầu tiên là đàn cổ, rồi bắt đầu tôi đờn viết cho thấy nhà hàng một ngày nó ế đi, tôi cứ ý định là tôi nghĩ miếng ước làm sao mình học được cái cây đàn ọt này là để sau này mình đi đàn đám cưới để sinh sống, tại vì cái đường này mình thấy nó muốn bế nữa rồi, mình giống như mà mình kiếm đường tẩu thoát vậy đó. Có nghĩa là mình cây guitar phím lỗm thì bây giờ nó trùng xuống rồi, trùng xuống rồi, người ta không còn chơi nó nhiều nữa. Lúc đó thì vẫn còn chơi nhưng mà mình thấy nó ngày yếu, thế nào nó cũng sẽ yếu đi, rồi bắt đầu mới nghĩ chỉ thầm trong bụng thôi, không biết ý gì mình đàn được cái đàn ọt, là tại vì đi làm chung với anh em gặp người ta đàn đó, mình nói có gì mình đàn được. Tôi hỏi ông kia, hỏi như tôi có thể nào học đàn ọt được không, cái đó chắc khó à, thì mà không mình thấy cũng là vậy phải không? Nói, chắc theo tôi nghĩ là không khó đâu, tại vì nếu cái này bấm phím đàn này cho ra chữ này thì bây giờ cái đàn cổ thì tôi còn làm được, mà bây giờ cái này cũng nó cũng vậy hả? Thì thay giờ lúc đó mình nghĩ mình nói với ông đó luôn, nói bây giờ người ta thấy á thì người ta chuyển những cái âm sắc nó là mau, còn mình không thấy mình chuyển âm sắc nó hơi chậm tí thì chắc cũng làm được, kiếm cơm ăn được, chứ đâu phải đàn vô để vô gì đâu mà giữ lại đâu, đàn bỏ mà. Thấy không, lúc đó nghĩ vậy. Dạ. Rồi cái mới là đi học mua cái đàn về mà không có học ai. Mua cái đàn lúc đó cái cây đàn mà đầu tiên là cây Casio mua 1,5 triệu thôi. Tại mình giống như cái cây con nít chơi vậy đó. Dạ. Tại mình nghĩ là không biết được không, nếu như mà không được mình bỏ, nếu mua cái đàn mắc quá bỏ cái đàn sao. Cái mua cái đàn đó 1,5 triệu mua về cái làm chừng 6 tháng. 6 tháng là thấy được rồi, nói cái này là chắc được à, được à, chứ tại vì mình như vậy đây, mình cũng tập chưa chơi, mình cũng đánh những cái bài nhạc mình thuộc đồ kia, mình nó cũng go thì chắc cũng được, đó là hy vọng. Cái bắt đầu mới mua lên cái cây mà bán cây đó, đem xuống dưới Cần Thơ, chứ đi tới Cần Thơ chứ đổi lại cái cây là 7,2 triệu, là cái cây đó lúc đó ông lấy vô có mấy trăm ngàn, lấy cây khác là 7,2 triệu, là cái cây 630 á, hồi đó cái cây đó nó xài đĩa mềm á đó. Đó mới mua cái đó về rồi mới tập một thời gian rồi mới đem qua cái chỗ cái quán mà mình còn làm đó. Dạ. Cái lúc đó mình giống như mình thấy cái đường mình muốn tẩu thoát mà mình chưa có gờ chân chỗ đó, giống như mình dọn đường trước vậy đó, mà mình dẫn tới luôn chỗ đó mình làm, thì mình đem cái đó mình đánh cho mấy ông nhậu cũng hát. Thì mới đầu thì đánh cho mấy ông nhậu thì kệ mẹ nó, chúng ăn chặt thua mà có gì đâu mình sợ, coi như mình vừa làm vừa học luôn, vừa học làm vừa học, vừa thực hành luôn đó. Rồi cái đem qua đó đánh, mới đầu đánh ông chê chứ chặt ruột, tại vì mình khi mình ngồi ở đó nhà mình đàn thì mình thấy nó go go, mà lại gặp người ta ca cái mình lính quýnh, hiểu không? Dạ. Nó thành ra từ chỗ đó đó rồi đó, kỳ ta ngồi đời mà thì go go mà vô ca bắt đầu lính quýnh, cái mình thấy vậy cái mình dẹp vô chơi, dẹp vô cái ngồi nhà tập nữa. Lúc đó là tôi đi làm thiệt với anh ha, ban ngày đi làm 12 giờ lấy quán làm tới 10 giờ tối, 12 giờ tối tôi mới về, dùng vào món nhậu không biết đâu có về đúng giờ không dắt, khi khuya khi sớm. Mà về á giờ nào là tôi nhảy lên cái đàn ọc tôi ngồi giờ nãy 12 giờ thì tôi ngồi tới tới chừng nào buồn ngủ thì 1 2 giờ, 3 giờ, còn 10 giờ thì tôi ngồi tới 12 giờ 1 giờ,
ngồi trên cái đàn ngọt suốt như chị, cái mình cố chí mà để mình dự kiếm như mình kiếm đường tẩu thoát mà, rồi tới một ngày nào đó xách qua nữa rồi đàn được à, thấy không, đàn cho bán ca được rồi đó, chắc đó là mình thấy là 50-50 là khỏe trong mình, có nghĩa là mình khỏe với tư cách là mình mua cái đàn không ổn rồi đó. Dạ. Đó. Rồi bắt đầu từ đó mới đánh luyện hoài, luyện gánh giờ nào luyện như thế, đi làm thì thôi về nhà luyện. Luyện biết mà tới cầm cái đàn đó là đàn được kiếm tiền. À, tới đi đàn đám cưới được rồi là đàn đó đó, bằng cái đàn đó đó. Kiếm một thời gian rồi mới đổi lên, tới người ta chơi ai mạnh quá mình đổi lên cây ngàn rưỡi, ngàn rưỡi đánh thời gian. Thời gian cái đổi lại cái cây 710. 710 của đánh thời gian, cái lúc mà làm tiền nhiều đó là cây 710 là làm mạnh dữ dằn. À, bây giờ đổi cái cây này là 770, à, đổi được cũng mấy năm rồi. À, lúc mới đổi cây này làm cũng vẫn còn mạnh. Nhưng mà thời gian gần đây yếu, kiểu như yếu luôn. Đó nói vậy đó. Ừ, cái cũng coi nói chung là để học được thì nó cũng là một quá trình công phu. Quá trình rồi. Mà không có thầy dạy nữa anh ha. À, mình tự cảm âm để mình học thôi. Cảm âm. Dạ. Quá hay, phải nói là cực kỳ, người ta nói là có chí thì nên anh ha. Ờ đúng là có chí thì nên đó. Dạ. Ờ, quá hay, nói chung là em cũng khâm phục cái quá trình mà học đàn của anh. Những cái khi mà chuyển âm, chuyển những cái hàng phím trên này là lúc đầu nó khó dữ không anh? Khó. Nó tại vì mình không mình có thấy được thấy nó. Mà ví dụ là mỗi một cây đàn thì nó ví dụ nút này ấy rồi kia nó khác nhau một tí. Dạ. Phải không? Mà mỗi khi đổi một cây đàn khác thì nó cũng một quá trình lại nữa nó cũng khổ. Nó chỉ khác nhau chút đỉnh thôi nhưng mà làm cho mình nó cũng bỡ ngỡ. Dạ. Quá hay. Bây giờ anh sẽ đàn tặng cho cô bác anh chị và đàn ca luôn giọng Kim Lan hay sao? Hay sao muốn sao nè? Không, đàn không thôi, khỏi ca. Dạ, đàn thôi. Giọng Kim Lan không thuộc. Dạ, đàn giọng Kim Lan với anh nói giọng cổ được luôn hả? Dạ, giọng cổ cũng được. Dạ. Mà nó không hay tại vì lâu quá. Thôi thì mình cho cô bác anh chị nghe cái tiếng đàn của mình đi ha. À, vậy thôi ha. Vậy bây giờ thôi. Trước tiên là cô bác anh chị ở trên mạng sẽ nghe anh làm một bản giọng Kim Lan, bản vắng giọng Kim Lan. Dạ. Trên cây đờn ngọt. Tới đàn cổ ha. Dạ. À, cũng được thôi chứ không hay đâu nghe. À, có gì cô chú không, anh chị thông cảm nghe. Tại vì cái này mình cũng lâu lắm mình mới đàn mà. Dạ. Thank you.
Thôi hết hai câu. Hết hai câu, quá hay, quá hay luôn. Nói chung là qua cũng cũng anh đã biểu diễn hết cái tài của cô coi như là một phần cái tông trong cái tài của anh thôi. Dạ, nói chung cảm ơn anh Thọ rất là nhiều. Nói chung là được biết anh là may mắn cho em được thưởng thức những cái khi anh chơi nghệ thuật đam mê với nó như thế này. Cô bác anh chị thì trong cái tiếng đàn ọt á thì nó âm của nó khi mà sử dụng để đàn cổ á thì âm của nó không có mùi bằng cái cây đàn guitar được, đúng anh? Đúng rồi. Dạ, nên thành thử ra khi nghe cô bác anh chị âm của nó ra nó không có chuẩn gì hay là gì đó thì cô bác anh chị có thông cảm và đặc biệt là yêu mến anh Thọ. Hay anh Thọ, đặc biệt là yêu mến thôi chứ còn tài thì nói chung thì mình đàn cũng không hay đâu, thì so với người ta cũng hay lắm. Dạ. Giờ anh cũng cảm ơn Hồ để tạo cái điều kiện cho anh là tiếp xúc với giống như là khán giả, bà con của bác gần xa biết đến một người khiếm thị như anh mà có ý chí vươn lên cuộc sống, để đến đây quay tạ anh rồi tặng cho anh quà cáp đầu tiên ăn Tết thì thôi anh cũng không biết nói gì hơn. Anh cũng cảm ơn Bùi Hồ, để anh cũng chúc lại cho Bùi Hồ là năm mới vạn sự như ý. Nhất là sức khỏe, mình có sức khỏe mình có mới có tất cả nha Bùi Hồ. Dạ. Với chúc tất cả cô bác gần xa trên mọi nẻo đường đất nước có một sức khỏe là tốt đẹp, có sức khỏe mình sẽ có tất cả, nếu mất sức khỏe đi là mình sẽ mất đi tất cả. Dạ. Rồi cảm ơn Bùi Hồ ha. Rồi. Cảm ơn tất cả. Dạ em cảm ơn anh, chào anh luôn ha. Chào Bùi Hồ.